Chị em có thể giảm cân cấp tốc hiệu quả nhanh chóng nhờ những gợi ý ăn uống dưới đây. Giảm cân cấp tốc là một trong những chủ đề luôn được các chị em quan tâm. Bởi lẽ ai cũng muốn sở hữu một vóc dáng cân đối hoàn hảo. Đặc biệt là đạt được trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, liệu giảm cân cấp tốc có thực sự hiệu quả hay có những phương pháp? Nguyên tắc giảm cân cấp tốc hữu ích nào thì không phải ai cũng hiểu rõ. Vì thế, tham khảo bài viết này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra đáp án cho những câu hỏi trên. 1. Giảm cân cấp tốc bằng tỏi. Ngoài công dụng trị mụn, làm đẹp da thì tỏi còn có một công dụng khác mà ít ai biết đến đó là khả năng giảm cân cấp tốc. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất allicin có trong tỏi là một chất có khả năng ức chế sự thèm ăn. Vì thế, khi sử dụng tỏi vào mỗi bữa ăn, bạn sẽ không còn cảm giác đói nhanh như trước nữa. Đặc biệt, khả năng năng giảm cân của tỏi có hiệu quả rất nhanh. Nếu bạn dùng khoảng 60 gram tỏi thì lượng cholesterol trong cơ thể sẽ giảm trung bình từ 229 xuống còn 213 trong vòng 3 giờ đồng hồ hoặc nếu bạn ăn hàng ngày từ một nửa đến một củ tỏi trong vòng từ 8 đến 24 tuần có thể hạ độ cholesterol xuống khoảng 9%. Vì thế, bạn nên cân nhắc sử dụng tỏi khi muốn giảm cân cấp tốc vì hiệu quả mà nó mang lại chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. 2. Giảm béo nhờ tỏi kết hợp mật ong và chanh bóc vỏ 500 g tỏi, rửa sạch để ráo nước và vắt lấy nước cốt của 5 quả chanh. Lần lượt xếp tỏi vào lọ rồi cho thêm vào 500 ml mật ong cùng nước cốt chanh. Sau đó đậy nắp kín và lắc đều để các nguyên liệu thấm vào nhau. Mỗi buổi sáng hòa tan 2, 3 thìa tỏi ngâm với 250ml nước ấm và uống trước bữa ăn cách 30 bộ để đạt hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, một số loại vitamin cùng dưỡng chất trong loại củ này cũng có tác dụng đào thải độc tố cũng như chất béo ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. 3. Giảm cân cấp tốc bằng dưa hấu. Với hàm lượng khoáng chất dồi dào, chứa nhiều sắt, photo, canxi và magie, nên dưa hấu có khả năng giúp loại bỏ lượng cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể cực kỳ tốt. Đồng thời, dưa hấu còn cung cấp một lượng lớn nước và chất xơ cho cơ thể, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn. Hạn chế ăn giúp giảm cân hiệu quả hơn. Hơn nữa, ăn dưa hấu còn hỗ trợ cơ rắn chắc hơn. Da mềm mại, ổn định huyết áp, giúp gan và thận hoạt động tốt. 4. Giảm cân cấp tốc với nước ép dưa hấu. Cắt dưa hấu thành các miếng nhỏ, bỏ vỏ và hạt. Cho dưa hấu vào máy ép lấy nước và có thể để vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Uống một ly nước ép dưa hấu trước mỗi bữa ăn. Dùng nước ép dưa hấu đều đặn mỗi ngày là cách giảm cân cấp tốc mà nhiều chị em đang sử dụng. 5. Giảm cân cấp tốc với trà xanh bởi hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại bởi hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại nên từ lâu trà xanh đã được các chị em truyền tay nhau với tên gọi thần dược giảm cân. Bởi lẽ, trà xanh chứa rất nhiều những dưỡng chất quý giá, đặc biệt là hoạt chất polyphenol. Epigallocatechin gallate giúp kích thích chuyển hóa tinh bột ngăn chặn tích tụ mỡ, từ đó kiểm soát được lượng mỡ thừa trong cơ thể. Uống trà xanh sẽ giúp cấp nước no lâu, giảm thiểu cơn đói và không còn cảm giác thèm ăn. Theo một nghiên cứu khoa học uống trà xanh đúng cách sẽ giúp giảm cân nhanh chóng, cụ thể. Uống trà xanh giúp đốt cháy hơn 100 calo mỗi ngày. 6. Giảm mỡ nhanh chóng nhờ uống trà xanh kết hợp với chanh tươi. Lá trà xanh rửa sạch vò nát và cho vào ấm giữ nhiệt cùng với lượng nước sôi vừa đủ. Chờ trong khoảng 10 đến 15 rồi đổ ra chén để nguội. Với 200ml trà xanh bạn sẽ pha với 1 phần 2 quả chanh tươi và uống trước khi dùng bữa từ 30 đến 45 từ lâu trà xanh đã được biết đến vô vàn tác dụng như chống lão hóa da, giúp thanh lọc cơ thể. Thậm chí có khả năng ngăn ngừa các bệnh tim mạch mỡ máu ung thư. 7. Giảm cân cấp tốc với yến mạch. Yến mạch có lẽ từ lâu đã trở thành một trong những nguyên liệu giảm cân không hề xa lạ đối với chị em phụ nữ mê làm đẹp. Với tỷ lệ chất xơ, protein dồi dào, cung cấp năng lượng, các khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể. Yến mạch sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn. Hơn nữa, yến mạch còn giúp cơ thể ổn định lượng đường và dinh dưỡng trong máu. Từ đó cơ thể sẽ không phát tín hiệu đói bụng và buộc lòng phải đốt cháy lượng mỡ dự trữ để cung cấp năng lượng. Đây chính là cách đốt cháy mỡ thừa hữu hiệu, giúp giảm cân nhanh chóng. Hướng dẫn giảm cân với yến mạch hiệu quả. Đun sôi 3, 4 thìa yến mạch cùng với 200ml nước. Cho thêm sữa tươi vào và tiếp tục đun khoảng 3, 4, đồng thời khuấy đều. Có thể cho thêm trái cây hoặc các loại hạt theo khẩu vị. Đây là món ăn hữu ích giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Cung cấp canxi và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Uống gì để giảm cân cấp tốc? Ngoài những công thức giảm cân kể trên, nước uống giảm cân cũng đang là những phương pháp giảm cân an toàn, hiệu quả được các chị em phụ nữ yêu thích. Bởi lẽ, không chỉ giúp đốt cháy mỡ thừa cực kỳ tốt mang lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng mà nó còn giúp làn da thêm mịn màng. Dạng dỡ, nước đậu đen. Uống nước đậu đen có thể giúp bạn giảm từ 3 đến 5 kg trong vòng một tháng vì nó có khả năng làm bạn no lâu. Công thức nước đậu đen khá đơn giản, đun 100g đậu đen với 2L nước cho đến khi còn 1.5L nước rồi để nguội và có thể để vào tủ lạnh để uống từ từ. Nước nha đam dưa chuột, vì giàu khoáng chất nước, chất chống oxy hóa và ít calo nên nước nha đam dưa chuột rất thích hợp cho các chị em phụ nữ cần giảm cân cấp tốc. Với loại thức uống này, bạn chỉ cần thái sạch nha đam và dưa chuột đem xay nhuyễn rồi lấy nước ép của nó là được. Nước mật ong, do chứa nhiều vitamin và khoáng chất mật ong giúp bổ sung năng lượng và giảm nhu cầu ăn. Mang lại cho bạn một vóc dáng hoàn hảo cân đối. Để giảm béo tốt nhất bạn nên uống một cốc mật ong pha với nước ấm vào mỗi buổi sáng và tối. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm những loại thức uống giảm cân khác như nước trà gừng, nước chanh xả, nước trà xanh giảm cân cấp tốc tại nhà giảm cân không phải là chuyện dễ dàng đặc biệt là giảm cân cấp tốc nếu bạn đang muốn cải thiện vóc dáng một cách nhanh nhất thì cần phải nhớ những nguyên tắc sau xác định mục tiêu giảm cân trong vòng một tuần một tháng lên lịch tập và lựa chọn các bài tập giảm cân cấp tốc phù hợp tuyệt đối không được nhịn ăn thay vì nhịn ăn bạn nên lên thực đơn giảm cân thật chi tiết và áp dụng một cách chặt chẽ nếu chỉ ăn kiêng mà không vận động thì rất khó có thể giảm béo Tránh xa các loại đồ ăn nhiều calo như bánh kẹo, thức ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, không ăn đêm, uống rượu bia và thức khuya, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và hoa quả, giảm cân cấp tốc trong 3 ngày. Nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật bạn có thể giảm cân cấp tốc trong vòng 3 ngày và dưới đây chính là thực đơn giảm cân cấp tốc hiệu quả trong 3 ngày. Ngày một bữa sáng, một quả táo và một ly nước lọc. Bữa trưa, một khoanh cá hấp, một quả táo và một ly nước lọc. Bữa phụ một một phần 2 quả dưa hấu thái miếng, một ly nước ép trái cây và một ly nước lọc. Bữa chiều, một quả cam và một ly nước lọc, bữa tối, một quả táo và hai ly nước lọc, bữa phụ hai, một vài miếng dưa lưới. Một quả táo và một ly nước lọc. Ngày 2, bữa sáng, một chén dưa lưới thái miếng và một ly nước ép táo. Bữa trưa, một quả trứng luộc, một bát súp lơ xanh luộc dùng cả nước luộc rau và một ly nước lọc. Bữa phụ một một đĩa salad dưa chuột và hai ly nước lọc. Bữa chiều, một củ cà rốt hấp và 2 ly nước lọc. Bữa phụ 2, một củ cải hấp và một ly nước ép trái cây. Ngày 3, bữa sáng, 2 quả chuối và một cốc sữa. Bữa trưa, 2 quả chuối lắc cùng 1 phần 2 thìa mật ong. Bữa phụ 1, một, một bát súp canh rau củ và một ly nước ép trái cây. Bữa chiều, một quả chuối, một cốc sữa và một ly nước lọc. Bữa phụ 2, 3 quả chuối và một cốc sữa tuy có ưu điểm giúp bạn giảm cân trong thời gian ngắn nhưng giảm cân cấp tốc có thể rất có hại cho sức khỏe nếu cơ thể bạn không phù hợp vì thế hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu chế độ giảm cân cấp tốc bạn nha mời bạn đánh giá video để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn